lên cá, lên cá, lên cá. Từ từ, ui, đến rồi, đến rồi, đến rồi. Lên cá rồi nha mọi người. Đó, lên hàng nha, coi con cá cái coi. Ui, ơi. Đây. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình đi câu cá cha. Này còn một cái điểm mới luôn. Là mới chỉ. Đây, con cá đầu tiên của mình luôn. Mới vừa lên, chưa kịp bóng mới quay quay này dính rồi. Rồi chờ thả tiếp nha. Câu mình này. Này cũng ngồi mới luôn. Mới luôn thức ăn mà chọn mấy cái mới nữa. Chưa có chắc mới này mới chắc thử. Mới chạy thường cho đây. Hay mới đầu tiên cho gì thì được rồi đó. Nếu mà thành công thì mình sẽ chỉ cho mọi người cái bài ngồi này. Rồi giờ mọi người chờ kết quả nha. Trả tiếp ạ. Quay luôn mà quá trời cỏ. Lên cá, lên cá, lên cá. Từ từ, ui, đến rồi, đến rồi, đến rồi. Lên cá rồi nha mọi người. Đó, lên hàng nha, ôi con cá cái coi. Ui, ơi. Đây, bữa nay con này 2-3kg rồi á. Trời ơi, chưa đó. Con này đang mới xỉ của ổng á. Ê, cá quá bự. Thôi thôi, tao lại. Lên hàng nha. Mẹ đi, con cái lồng quầy. Ơi. Còn gì bằng nữa. Vậy, à, vậy ta giật dính được rồi. Không giật không. Mơ rửa mắt. Rồi, gỡ cá. Rồi, con này chắc cái chốt nó tiến quá thì được bật thôi. Này cũng 3,5kg rồi. Cá này để anh cân cân cũng được nha mọi người. Vô Phương có cá đây lên đăng cái đủ có cái hồ á. Đây làm ra con cá cho ta coi cái coi. Đấy, đó, thấy mẹ nè. Đây cá mọi người. Đó. Đây, ok. Đặt. Không giật cái dính rồi, con không dính nữa. Rồi giờ mấy cái nhỏ này mà chuyện chục con về kho đi. Con mới xả luôn. Đi giao lưu coi. Làm YouTube. Ừ, ngồi á, ngồi gì vậy? Ráo mà. Ráo mà. Nãy giờ hai ông kia ông gọi mà ông ngồi ông giật quá trời ngồi cái bên không có gì chân nhóm đít hoài luôn. Đây nè, ngồi này nè nè. Ơi, ngồi dế ông ơi. Dế. Này có cá chê. Có mấy cần vậy? 3 cần. Cả tháng này không ra clip bữa nay đi quay lại. Hả? Là tê, fit hin. Mới tạo được 1 tháng. Đó, dính rồi đó, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Còn, còn. Dính nào? Dính rồi, còn có gì ngủ không? Nhưng hồi nãy vậy, hoài muốn dính cho nổi. Lên rồi, lên cá rồi, lên cá rồi. Lên cá rồi, lên cá rồi. Quá trời luôn.
cá chập bá luôn mọi người. Trời ơi. Nè lên cá nha. Đây cần thủ không? Đây lên cá. Nè ra cho mình lên cá coi. Ừ. Rồi lên tấm hình luôn. Rồi xong. Ừ thấy gì chưa không kìa. Có cá rồi đó. Mời tìm con cá không coi. Thôi tình hình đây bể đầu ha. Bể đầu nản. Đây. Dế. Em về chiên nhậu luôn. Đây, bốn thằng. Đây bể đầu nặng nha. Không về kết cái clip luôn. Nên bây giờ là không có con cá nào lụm được cái câu luôn. Giờ chuyển hướng qua cắm câu luôn. Cắm cho em được không ơi? Cắm chìm gì? Ông cắm vậy ông ngồi đây sao nó dám ăn? Hết tay luôn rồi. Đây. Nè giờ chuyển đi cắm câu nha. Rồi, đây, một hồi nghe bấm bấm lại nha. Nãy giờ nghe tám lần này nè. Chứ nó bươi không được. Đó. Ok nghe, chỗ quá đẹp. Đúng. Bước đây là hồi nó có một cái ốc rồi. Không khổ quá rồi đi câu cá giò mà không có phải giờ phải đi coi đi cắm câu. Welcome to Mr. Thea and Mr. Jao Jao on the mix.